Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì nãy là đi mua đồ ăn xong rồi thì nói chung là nhìn đồng hồ cũng không có thời gian nên là thôi để đó đi xong rồi về nhà ăn. Thì đi công việc, đi gửi đồ đã hết tất cả rồi, bây giờ sẽ về nhà ăn. Đây cô chú, đây là cái món mà giống như là khoai tây chiên, xong rồi có thịt bằm, thịt xay trong này, rồi có phô mai người ta để vô. Phô mai người ta để vô đây nè, chay nè, chay chào cô chú chưa? Chay uống nhiều sách cho cô chú. Đây là khoai tây chiên của chay, để mẹ lấy, để mẹ. Chào sao? Hello ai? Hello, 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 hello cô chú. Đúng rồi, hello cô chú. Để mà lấy cho chay, này để đổ khoai tây chiên ra cho chay nha. À. Đó, khoai tây chiên của chay nè. Chay có ăn ketchup không ta? Không ăn ketchup không? Không ăn ketchup, mày bỏ ketchup ra. Lạnh quá hả? Đây, khoai tây chiên nè. Con cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Đây là của mẹ. Trời ơi, còn đây. Đây là cái miếng hot dog của Ngọc nè mọi người. Đó, lại trong đây cũng có thịt bò bằm với lại hả, gọi là cái gì? Mustard là mù tạt vàng. Đó, bây giờ là thôi xin mời tất cả mọi người nha. Ăn, vừa ăn để vừa tâm sự. Khoan cái này để lấy cái muỗng đi chứ cái này ăn tay không nó bơ bối. Bây giờ ăn cái khoai tây này với lại phô mai với lại thịt bằm trước. Mời mọi người. Nó béo, nó mặn mặn mà béo cực kỳ luôn mọi người thấy. Khoai lang là đã béo rồi, mà còn cho thêm phô mai nữa béo tới cỡ nào nữa. Gì không? Không ăn. Không ăn nữa hả? Sao vậy? Sao? Sao mày nhiễm phải chi mà không ăn gì? Để tâm sự với mọi người chuyện này. Mọi người biết là Ngọc đang cần thuê người phụ giúp đúng không? Thì Ngọc cũng có nói trên video hoài, Ngọc cần người nấu ăn, giữ chay với lại dọn dẹp nhà cửa chút. Lưu tắm. Ngày hôm qua Ngọc nhận được một cuộc điện thoại. Lần đầu tiên luôn Ngọc bất ngờ. Ngọc không nghĩ là sẽ nhận được cuộc điện thoại đó. Người gọi hỏi có xin việc làm á là một chú 60 mấy tuổi. Tại vì á Ngọc ở chợ Việt Nam của Michigan nè, Ngọc có dán một tờ giấy. Tờ giấy đó là ghi cần người phụ giúp chữa em bé rồi này kia, đó có số điện thoại của Ngọc. Mẹ đảm. Lấy cho mẹ miếng nước uống coi. Nước xong rồi. Không, mẹ không muốn nước đó đâu, mẹ uống nước lạnh đâu, mà cái đó mẹ muốn milkshake đâu, cái đó là milkshake. Xong rồi chú nó chắc đi chợ xong rồi thấy cái tàu đó. Nó gọn thoại cho Ngọc. Nó uống đang cần người hả? Rồi con cần sao, điều kiện sao? Nói là Ngọc tưởng là chú gọi cho vợ của chú. Ngọc hỏi hoài mà chú không trả lời. Ngọc hỏi chú không gọi cho ai, hỏi gì cho hỏi cái này cho ai. Gọi chú gọi giùm vợ chú hả? Thế giờ chú ổng cứ, chú nó không có trả lời, chú nó cứ nói là có điều kiện con làm sao vậy đó. Thì Ngọc nói dạ không, có điều kiện con là cần người nấu ăn, biết nấu ăn, người giữ chay còn này kia hết nọ, dọn dẹp. Thì còn chú Ngọc hỏi hồi chú đó mới nói là chú gọi cho chú. Lạnh quá mẹ ơi. Lạnh quá hả? Nhưng mà mẹ đang khát nước, mẹ nhờ con gái của mẹ đi lấy giùm cho mẹ miếng nước được không? Không nó. Nó thẳng thừng nó nói không được luôn. Nay Ngọc và uống cái sparkling water. Là nước mà nước bình thường mà có ga.
Cái chai này là được nhập khẩu từ Ý á mọi người. Uống này biết sao ăn đồ Mỹ, Ngọc muốn ăn một, Ngọc muốn uống cái này cho mau tiêu, dễ ở rồi kia chứ đồ Mỹ béo rồi lắm. Mà chai người ta làm đẹp chưa? Rồi cái hả chú đó mới nói là chú gọi cho chú. Là Ngọc cũng hơi khựng lại nè. Tại vì hồi nào giờ Ngọc chưa có bao giờ mà cần mướn ai mà là một người đàn ông. Với lại hả tự nhiên có một người lạ mà đàn ông ở trong nhà. Nó tại vì Ngọc với Chay là nói chung là mọi người biết rồi, nói ra là mọi người hiểu rồi. Mà nếu mà con Chay là con trai á thì cũng còn du duyên chút được, nếu mà con Chay là con trai. Phòng này Chay là con gái. Cái chú ơi cúp máy. Cái Ngọc nói là chú lên YouTube á, chú ghi là cuộc sống Mỹ ở Michigan là chú biết con là ai à, rồi lên trển người coi con rồi coi gia đình con rồi này kia nọ là chú biết tôi con liền. Cái chú nói ok để chú cấp máy chú coi thử, coi xong thì chú gọi điện thoại lại. Chú nói là ok Ngọc, chú coi con rồi, chú thấy hai vợ chồng con rồi, thấy đứa con rồi, nhưng mà con của con là con gái. Chú nói là nào bây giờ á, chú chăm sóc con rồi, cháu toàn cháu trai không mà con của chú cũng toàn là con trai không mà. Cái Ngọc có nói đó, con ngại là ngại cái đó đó. Nhưng mà chú nói á, là hả, chú coi y như là cháu của mình rồi. Nhưng mà thật sự á, cũng khó lắm mọi người. Những cái vấn đề này nó rất là nhạy cảm. Mà cần người làm mắt thì Ngọc cần dữ lắm. Nhưng mà để mà mướn một người mà là một người đàn ông ở trong nhà, các bạn biết nhà Ngọc nhỏ xíu mà, có hai phòng. Rồi nói chung là mọi người biết Ngọc đang nói gì luôn. Mọi người hiểu được cái tâm trạng của Ngọc như thế nào, Ngọc biết mà, nói ra là dễ biết. Thì mướn đàn ông là Ngọc thấy là không được rồi đó. Ngọc cũng nói chuyện hồi, Ngọc cũng nói với chú, rồi chú mới nói là à, con có điều kiện gì không, chú của mày hay hút thuốc hút đồ lắm, con không hút thuốc là không được rồi. Tại vì ba chay nào giờ con không hút thuốc đó, mà hút thuốc hút đồ này kia nói chung cũng không được. Nói chung là chú cũng rất là khó nhã yếm làm việc đó, nhưng mà thật sự là Ngọc nói là không được, Ngọc cũng từ chối chú luôn, nói chú thông cảm mình cho con, chứ con của con là con gái, con cũng nói chung là con nó con là có ưa nói thẳng nói thiệt lắm, con ngại. Thì chú cũng hiểu rồi, cái nhưng mà chú cũng rất là muốn làm. Cái Ngọc, nhưng mà Ngọc nói là thôi để con về nói chuyện với chồng con. Thì tối Ngọc về, chồng Ngọc đi làm về, cái Ngọc nói là hôm nay có một chú đó gọi tội tới muốn qua đây đi làm gì đó. Ảnh vừa nghe không, chú đó là đàn ông, cái là anh chồng mà không chịu liền. Ảnh nói no, ngay lập tức thì không chịu, không được. Ảnh nói anh chay là anh gái, không được. Rồi á, sau cái cuộc nói chuyện đó của Ngọc với chồng Ngọc á, không biết hôm qua cái là cái nhà gì á, sau cuộc cái nói chuyện đó của Ngọc với chồng Ngọc á, cái con cô kia gọi tới nhắn tin, cô kia nhắn tin tới hỏi con đang cần người giữ trẻ hả. Cái Ngọc nói dạ. Cái cô đó mới nói á hả, cái Ngọc mới gọi điện thoại cho cô đó, Ngọc gọi thẳng luôn chứ bây giờ nhắn tin lâu lắm. Ngọc là cái gì là ấy, nói chuyện nhanh chỗ lẹ, thời gian nhắn tin rồi kia lâu. Cái xong rồi gọi cô mới nói á, là cô còn đi làm neo. Cái Ngọc nói ủa cô đang đi làm neo sao muốn đi giữ trẻ. Cái cô nói là hả, tại vì không biết vì sao á, mà cô nói á, là cô có chồng rồi, cô muốn đi hai vợ chồng, là hai vợ chồng cùng qua nhà Ngọc ở luôn á, thì cô sáng đi làm neo, còn chú thì ở nhà giữ con chay với lại nấu ăn nấu uống. Còn nó không còn thấy gì cũng không ổn luôn cô ơi. Còn ôi da, con nói nếu mà cô á thì được, mà nhà con thì nhỏ nữa, nếu mà một mình cô á qua thì được, rồi cô giữ con chay cho con luôn thì được, nấu ăn nấu đồ. Còn cái hả, còn chú ở nhà con hơi ngại. Cái cô nói trời có gì đâu ngại, coi chú cũng coi ấy như con cháu. Nhưng mà không,
cái này là mọi người phải hiểu được cái vị trí của Ngọc. Cái đó là Ngọc hơi ngại thiệt á. Ví dụ như mà ông bà ruột thịt như giống như ba của Ngọc thì nè, đúng, coi như con cháu ấy không sao. Không phải là mình nghĩ ai cũng là xấu, nhưng mà mình mấy cái chuyện đó rất là nhạy cảm, mình không có thể nào nói được đó. Ngọc nói ở đây là nếu mà mọi người thấy Ngọc nói cái đó mà mọi người thấy Ngọc đồng cảm với Ngọc, comment ở dưới cho Ngọc biết. Ví dụ như ông ngoại chay được, mà còn vậy cái Ngọc nói còn không được cô ơi. Cô, cái cô nói hả, vậy thì bây giờ cô đi con đi kiếm cho cô cái chỗ nào mà gần nhà con, có kiếm được cho cô chỗ nào để cô đi làm neo không? Cô nói không, con không có quen ai hết đó, không quen ai. Tiệm con ngày xưa làm á hả, cũng giờ cũng không có cần người đâu, tại vì neo bây giờ cũng vắng lắm mọi người, nên là nếu mà cần thợ hay không thì cũng ít lắm. Cái cô nói trời ơi đâu có sao đâu, chú cũng coi chay đồ như con cháu vậy mà. Nói dạ không được cô ơi. Nói chung là nên là công Ngọc thấy công nhận là kiếm người rất là khó luôn. Rất là khó, mà mọi người biết tại sao không? Thứ nhất là vì do là kiếm một người để ở với mình, là cái người đó thứ nhất là phải không có gia đình, không có một cái chỗ nào nương tựa, không có chỗ nào để gọi là sống chung thì mới dễ để có thể đi qua để ở chung với Ngọc. Chứ còn mà ai mà có gia đình con cái rồi này kia nấm níu khó đi lắm. Đây là cái trường hợp chung mà qua một cái tiểu bang khác, một ngôi nhà khác sống, mà trong khi chồng mình sống một nơi khác rồi này kia khó dữ lắm. Mặc dù Ngọc là Ngọc offer có nghĩa là Ngọc nói là ok qua đây á, thì nếu mà ai muốn qua thì có thể là 5-6 tháng Ngọc có thể mua vé máy bay cho về nhà một lần đó, máy bay rồi này kia Ngọc lo hết, rồi qua đây ăn ở đồ Ngọc lo hết, tiền trả hàng tháng còn giữ im đầy đủ. Nhưng mà thật sự rất là khó để kiếm được một người giữ trẻ. Có cái cô kia cũng có muốn qua luôn mọi người, mà cổ biết giữ trẻ thôi chứ cổ không biết nấu ăn. Cổ nói nấu ăn nào giờ cổ đi ra ngoài cổ ăn không. Mà Ngọc đó là Ngọc đã không có thời gian để nấu ăn rồi. Rồi cổ nói có gì á, qua đây con chỉ, con chỉ cho cô. Con nói trời ơi trời, con đây con còn không biết nấu nữa mà sao con chỉ cho cô được. Cổ nói là nó nhưng mà hủ tiếu, bún bò rồi này kia, nọ là cô không biết nấu rồi đó, cô giữ trẻ thì cô giữ được, không mấy có gì, qua cho cô qua đi con chỉ cho cô. Cục nghe trong câu đó con mắc cười. Nó trời trời, con là con không chỉ được rồi, con là chịu thua rồi đó. Ai phải nấu ăn mà trên cơ con mới ấy được chứ, mà còn mà thua con nữa là vô đây là con hai người nhìn nhau là chiên trứng với lại chiên thịt xông khói ăn không hai ngày luôn á. Mọi người hồi nãy giờ mà ngồi nói chuyện á, mọi người ăn cái này á, thấy thì nó hấp dẫn thiệt luôn á, mà ăn vô vài cái sống ngán. Ngán quá trời ngán luôn, ngán chịu không nổi luôn á. Bây giờ mà ráng cố gắng thêm một miếng nữa là ráng không nổi luôn á. Nó béo mà nó dẻo dẻo mà nó mềm mềm mặn mặn mà nó béo quá trời béo luôn, chịu không nổi. Nãy giờ thấy Ngọc ngồi uống nước không? Trời đất ơi đồ Mỹ. Nhưng nguyên cái đống này á là một cái ly milkshake này nè. Milkshake này là có sô cô la, có kem, xong rồi đánh lên là có giá là khoảng $5. Rồi khoai tây chiên với lại khoai tây chiên này nữa, rồi với cái hot dog này nữa là tổng cộng $18. Là Ngọc thấy rẻ, Ngọc thấy rẻ, không biết mọi người thấy sao, Ngọc thấy rẻ. $18 cỡ chừng 400-something thì Việt Nam á. Ngán quá anh không nổi. Giờ này là đi nấu mì ăn còn sướng hơn đó chứ này. Ngán quá. Đó thì đó là một cái ngày muốn nữa này. Tới đây là gần 5 giờ chiều rồi mọi người. Sáng hôm nay là một cái ngày mà Ngọc dậy trễ, tại vì hồi tối hôm qua Ngọc bận, Ngọc thức cho tới 2 giờ sáng để Ngọc bàn một cái công việc gì đó, có cái chuyện công việc riêng của Ngọc bận. Thức tới 2 giờ sáng để Ngọc bàn, tại vì cái người mà Ngọc bàn công việc đó là không có ở Mỹ, ở một cái đất nước khác. Nên là cái thời gian đó, nó khác biệt đó, nên là Ngọc phải chịu khó Ngọc thức để Ngọc mới nói chuyện được với người đó. Đó xong rồi cái sáng nay làm hả xong rồi tới ngủ cho tới 10 giờ mấy mới dậy. Đây là lần đầu tiên Ngọc ngủ tới 10 giờ mấy Ngọc dậy luôn, chứ thường thường là cỡ chừng 8 giờ sáng là Ngọc dậy rồi. Ngọc là một người không có thích ngủ muộn. Còn bà đây là Nguyễn Thị Bé Chay. Mẹ bà thức tới đâu bà thức tới đó. Nhưng mà Ngọc thức tới, bà thức cho tới 1 giờ sáng luôn. Rồi sáng rồi bà ngủ cho tới 12 giờ trưa. Ngày nào bà cũng ngủ cho tới 11, 12 giờ trưa. Chịu đời nổi chứ bà không?
là bà dậy là hết nửa ngày rồi. Nên là hôm nay mà lúc mà 10 giờ Ngọc dậy á, mà thường thường Ngọc dậy xong một nằm nằm trên giường cỡ chừng nửa tiếng 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ mới ra khỏi giường. Cho con người nó tỉnh mỉnh lại, cầm điện thoại lên coi tất cả mọi thứ làm sao mới bắt đầu xong, mới bước xuống giường ăn uống rồi bắt đầu ngồi xuống là bắt đầu một ngày mới. Nhưng mà hôm nay bắt đầu một ngày mới lâu quá nên là thấy công việc nó cũng bị chặn lại hôm nay một chút. Nhưng mà thôi kệ nó, giống như hôm nay cho một ngày mình nghỉ ngơi đi, bớt nghe điện thoại một chút. Tập trung vô cho em đi tay của mẹ mơi một chút. Rồi nói chung là để có gì ngày mai rồi làm. Hôm nay là chỉ có đơn giản như vậy, nhẹ làm một cái video. Rồi mày cột tóc con ha. Không. À, không cột tóc con hả? Đó thì thôi bây giờ đi lên qua ngồi lên đây chào tạm biệt cô chú với mẹ đi con. Ok. Giờ con gái ngoan, con gái. Gì? Thôi mẹ không chơi chơi đâu, chơi không có ngoan vậy. Đó. Thì thôi. Một cái video clip ngắn gọn như vậy để đi đâu? Để chia sẻ cho mọi người là một ngày của Ngọc hôm nay đã như thế nào, rồi chia sẻ mọi người những câu chuyện của gia đình, cho mọi người hiểu thêm một chút đó gì đó về gia đình nữa. Thì nếu mà có cô nào mà muốn giữ trẻ mà biết nấu ăn nào này kia nọ mà muốn qua giúp Ngọc rồi nè, thì cứ gọi cho Ngọc số điện thoại 248 495 3245. Ngọc ráng đọc chậm, tại vì có nhiều cô nó đọc nhanh quá, chưa đọc xong này đó qua cái khác là ghi không kịp. 248 495 3245 nha mọi người. Trời ăn này giờ sao cái này ăn có chút xíu vô mà sao nó mệt mỏi, ăn xong nó không như giống như là nó béo nhiều, ăn xong nó làm con mình giờ con người mình mệt mỏi luôn. Giờ muốn chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Mommy. Bye. Con nói gì? Bye cô cười cho nó hỏi nó chụp chụp đi coi iPad. À cô coi iPad hả? Bye cô chú ơi, con coi iPad. Bye cô chú ơi, con coi iPad. Chúc cô chú gì? Chúc cô chú ngủ ngon. Chúc cô chú ngủ ngon à? Rồi gì nữa? Sức khỏe để đánh game. Chúc cô chú có sức khỏe để đánh game. Nói lại coi chúc sức khỏe gì? Chúc khỏe đánh ghê. Trời ơi, chúc sức khỏe để đánh ghê. Trời, chúc cô chú ngủ ngon. Chúc cô chú sức khỏe để đánh ghê. Giỏi quá đi thôi, con gái cục đàn của tôi á. Con gái rục ràn của mẹ không? Ơi. Thương má rục ràn ơi. Thương quá cục vàng ơi. Sao không thương quá cục vàng ơi? Trời ơi, tóc gì mà nó bay lướt, nó bồng bềnh. Ôi, nó bồng bềnh. Nó bền bồng. Rồi đời sẽ đi về đâu?